Qua 5 đêm thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực xung quanh khán đài luôn đảm bảo. Để có được kết quả này, ngay những ngày trước khi diễn ra cuộc thi, chính quyền phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, nơi diễn ra lễ hội, đã tuyên truyền vận động các hộ dân kinh doanh buôn bán gần khu vực ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo an ninh trật tự và không thu phí giữ xe quá quy định. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV vào đêm chung kết. Rút kinh nghiệm quản lý trật tự vỉa hè từ những năm trước, xác định đêm khai mạc và đêm chung kết pháo hoa là những đêm thu hút khá đông khán giả. Ngay từ đầu giờ chiều, lực lượng quy tắc đô thị, dân phố, dân phòng và các tổ kiểm soát thị trường tổ chức xuống địa bàn khu dân cư vận động người dân để đường thông hè thoáng, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, giám sát các điểm giữ xe, ngăn chặn người dân lấn chiếm bãi đất trống để cho thuê ghế ngồi. Chúng tôi có cái chỉ đạo cho các cái ngành công an, quân sự đảm bảo về cái an ninh trật tự, chỉ đạo cho các cái bộ phận chuyên môn đảm bảo về vệ sinh môi trường, rồi các cái hoạt động khác. Chúng tôi tuyên truyền trong người dân, mời người dân lên để quán triệt, tuyên truyền, ký cam kết để thực hiện tốt các công tác về bình ổn giá, rồi giữ xe, rồi tất cả các hoạt động khác có liên quan để mà đảm bảo cho pháo hoa diễn ra thật sự tốt đẹp. Bên cạnh việc kiểm tra nhắc nhở, công an phường phối hợp với đội dân phòng lập rào chắn không cho phương tiện vào đường Trần Hưng Đạo, tuyên truyền phòng chống cháy nổ, tổ chức cho các hộ gần khu vực khán đài ký cam kết về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ xe theo giá quy định và tiếp tục vận động người dân tham gia tố giác tội phạm. Trước khi mà cái giải DFF diễn ra thì phường có thông báo là có một số cái vị trí đất trống cho người dân giữ xe và cũng liên tục gặp gỡ, trao đổi và quán triệt cái nội dung chỉ thị của thành phố về cái địa điểm giữ xe và cái giá niêm yết. Ngoài ra thì bọn em còn trang bị thêm một số dụng cụ cầm tay như là bùi nhùi hoặc với lại xẻng và một số cái vị trí có cát để chờ sẵn nếu như có tình huống về cháy nổ xảy ra thì bọn em ngoài bình cứu hỏa ra thì bọn em còn có phương pháp xử lý khác nữa. Thứ nhất là về an ninh trật tự, để giúp cho người dân để xem được pháo hoa cho nó được an toàn. Thứ hai là nhắc cái lực lượng có xe mà trong khi pháo hoa mà chuẩn bị đấu là người ta giữ cái tình trạng giao thông, không cho xe tham gia dưới lòng đường được, để cho bà con được đóng xem pháo hoa được tốt. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người dân, du khách. Để được sự thành công này, ngoài sự nỗ lực của chính quyền, cơ quan chuyên trách, các ban ngành đoàn thể, thì vai trò của người dân sở tại đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh Đà Nẵng, điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.